Thôi bây giờ mình sẽ đi ra xem cái ruộng thâu lá của chú ấy. Chú ấy bảo ruộng thâu lá của chú ấy to lắm, cho nên là mình sẽ đi ra đây xem. Đây là ruộng thâu lá của chú ấy đây mọi người. Cây là to nhất cả cái vùng này. Ở ngoài đời thì nhìn nó sẽ to hơn nhiều ở trong video mọi người ạ. Tâm này à? Tâm này lương rắn. Tâm này lương rắn. Dạ, lương nhá. Lương rắn, lương rắn. Thế thằng ổ, thằng lương nhỉ? Thế là trà là dân lưu mình ở đế chắc không được lớp này. Cây ở cái đoạn này to nhưng mà chưa to bằng cái cây ở phần dưới kia. Ông ấy chỉ như thế. Bây giờ mình sẽ xuống cái đoạn dưới kia để mình xem. Ở đây thì cái lá của nó hơi màu xanh đậm nên ông ấy bảo là ông ấy phải lấy vôi về để tưới vào thì lá nó mới vàng. Thì ở đây nó bị như này là nó phát triển nó thái quá rồi mọi người ạ, cho nên là cái này nó chất lượng nó không tốt. Cái này thì tính ra chỉ làm cảnh là hợp thôi, chứ mà xây ra là nó không vàng. Thông lá thì không phải nó to là tốt, nó chỉ vừa vừa thôi, chứ mấy cây này nó thuộc hàng khủng, nó là dạng đột biến. Cây nó cao 2 mét với cả cái lá của nó dài gần 1 mét, như này là nó là dạng hàng siêu to khổng lồ, là diện đột biến. Người có thể nhìn thấy này, cái lá của nó mang một cái màu xanh rất là đậm, hình như là kiểu như là bị phân thuốc quá nhiều hay sao ấy mọi người. Ôi giời, quá à. Đi vào đây không khác gì lạc vào cái mê cung. Cái này lấy về mỗi người một cây để trồng trước nhà hay làm cảnh là hợp lý nhất mọi người ạ. Để cho người ta đi lại, người ta ngắm thôi. Chứ mà để cho vào lò là cái này không ăn thua. Đây mọi người xem cái lá của nó đây, cái lá dài của nó đây. Đấy, dài ngón nghét 1 mét nhá, chắc phải 80 cm đấy. Nên đọc đấy tao bữa nó. Cái này thì nó cây con nó khá là giống với cây cải, cho nên là mọi người nếu mà ai chưa thấy bao giờ thì sẽ hay nhầm bảo là cây này là cây cải. Quê mình thì trồng cái cây này rất là lâu rồi, mình cũng không biết là từ khi nào, nhưng mà từ khi mình sinh ra là mình đã thấy cây này thì cũng mang lại giá trị kinh tế rất là nhiều, cho nên là dân trên mình thì chủ yếu trên này đời sống nó cũng cơ bản là cũng đảm bảo nhờ cái cây thuốc lá này.